Khương xin chào bạn Phú ở ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bạn có gọi điện và đặt ủng hộ Khương kiếm bộ hát nào tầm 3 triệu, 3 triệu hơn. Thì Khương cũng có tư vấn cho bạn và Khương chọn cho bạn, nếu mà tầm 3 triệu hơn thì phải sử dụng bộ cao cấp này là Iconobus Pro. Vì những khách hàng khác thì họ mua tầm 5-700, hơn 1 triệu thôi. Còn cái điều kiện của bạn Phú thì có khả năng 3 triệu hơn thì Khương chọn cho bạn mẫu sản phẩm này nhé. Sản phẩm này có tên, thiết bị của nó gồm là Iconobus Pro và Micro Starter hãng SM8B. Khương nói hãng thôi nha, nhưng Khương không nói Nhật Mỹ, vì tất cả những sản phẩm cao cấp này cũng đều xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là phiên bản Trung Quốc và đây là cái phiên bản tiếng Anh để Khương lột ra. Đây là cái bản tiếng Anh, nhưng mà thực chất ra là toàn của Trung Quốc hết, tất cả đều xuất xứ Trung Quốc nha. Vì Khương không có nói Nhật Mỹ, châu Âu gì đây hết. Vì Khương xuất hàng đi khách hàng ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, bên Canada, rất là nhiều khách nước ngoài mua hàng của Khương thì Khương đã hiểu rõ rồi. Nếu mà bên xuất xứ từ Mỹ thì khách hàng mua ở Mỹ luôn cho nó rẻ rồi, không phải mua hàng của Khương mà cái chi phí nó nặng đâu nha. Tất cả đều của Trung Quốc. Và trước khi test, Khương nói lại sơ cái Phú nhìn lại cái video Khương chỉnh nha. Hai cái cọng dây AV đầu tiên ra 3.5, Khương găm vào cái điện thoại Khương đang mở nhạc đó. Tiếp theo, Khương gắn cái dây clip live stream thu âm đó. Bạn nhớ gắn cái đầu màu hồng nha, đừng có gắn cái đầu màu xanh là lộn nha, nhầm nha. Màu hồng cho Khương, đầu đen còn lại Khương đang live stream quay xuống nền nhà, quay xuống đồ cho bạn nhìn nha. Và cái tiếp tục cái ý thứ ba nữa, quan trọng thứ ba là bạn nhìn cái bóng đèn của Khương nè. 5 bóng đèn này lúc nào cũng cháy nha, sáng đèn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Cái bóng đèn, cái cột cái hàng thứ hai bạn tắt đi, vì cái chế độ MC ha. Bạn nhắn có đèn bạn hát vẫn được, nhưng mà bạn hát nhạc nó sẽ nhỏ lại, cái đó là chế độ MC. Còn cái chế độ hát thì bạn chọn số hát, số này thì 22 hát Boligo, hát ca cổ thì hát số 20, ví dụ vậy. Bạn nhắn xuống, đây nó ít vang hơn ha, ít vang hơn thì tùy theo nó tới mấy chục số lần, nó có ghi trên đây hết rồi. Bạn thích số nào thì bạn cứ hát. Khương thì Khương thích phiên khách hát số 20, 21 và 22. Và tiếp theo đây là cái cột nhạc ha, cột nhạc cái chỉnh nhỏ lớn nè, nhỏ lại ha. Rồi tiếp theo cái cột mic Khương đang chỉnh 3 giờ, có nghĩa là khoảng tầm mức 6-7 ha, 7, mức 7 để âm lượng trả lời nha, vì nó hút cực hút âm. Cái núm thứ hai cũng là cái cột mic, vì Khương găm cái cột 1 thì Khương chỉnh cái cột 1, còn chừng nữa bạn có mic thêm thì găm cột 2, chỉnh cột 2 ha. Nhà sản xuất thiết kế dư một lỗ ha, dư một lỗ mic. Tiếp theo cái lỗ hai cái tai nghe luôn, Khương cũng găm cái lỗ tai nghe nhất thì Khương chỉnh cái lỗ tai nghe nhất khoảng 3 giờ hơn nha, có nghĩa là cũng khoảng 70 âm lượng tai nghe. Và tiếp theo cái lỗ tai nghe này Khương không ghim thì Khương không chỉnh, nhưng mà Khương vẫn có tặng các bạn cái gắt này nha, tặng cho bạn cái gắt này đặng bạn có bạn bè găm vô đặng hai người nghe chung. Và Khương có tặng kèm một cái tai nghe ISK HB 960 xịn nha. Tai nghe này mắc tiền chứ không phải là tai nghe Khương đang hát đeo lỗ tai nha. Tai nghe này rẻ tiền, Khương không có tặng đây. Bộ cao cấp thì Khương mới tặng tai nghe cao cấp theo luôn ha. Và cái nút trắng bự đầu tiên trên cao này là cái nút âm lượng khán giả nghe. Bạn muốn cho khán giả nghe lớn nhỏ thì tùy bạn ha. Ví dụ mình đang hát mà mình có cái cuộc gọi điện thoại gì mình muốn không cho người khác nghe thì mình phá cái nút này lại ha. Bình thường Khương chỉnh sẵn 90 luôn nha. Rồi như vậy là ok hết rồi. Bây giờ Khương hát quảng cáo ha. Rồi sáng tác Châu Kỳ, test cho bạn Phú ở Mỹ Khánh, Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng. Karaoke của kênh Tình Trần. Âm lớn quá Thương bớt nhạc lại.
lần lần buồn ơi. Khuya nay anh đi rồi, bao nhiêu nhung xa vời, tôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ hương hoài. Em ơi, chờ quên ngày mai đã có em chờ ai, chung say đẹp ý nơi tương lai e ấm trên môi. Vòng để mà vui, về nay anh đi rồi, đem chia trái say đời, đem mến thương cho người người đời chờ anh. Thôi Phương ơi, video này cũng 7 phút nè, Phương dài quá gửi bán được. Một lần nữa cảm ơn bạn Phú đã chuyển khoản cho Khương. Vietcombank rất là sớm, lúc có 8 giờ 15 phút sáng thôi, Khương sẽ cho hàng đi kịp hôm nay cho bạn luôn nha. Một lần nữa cảm ơn bạn vì video nó đã 7 phút rồi. Khương phải tắt video và gửi qua Zalo cho bạn. Nếu mà nó quá dài thì Zalo nó không cho mình gửi hết video. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ Khương.